5 trăm thôi. Tẩy giờ bao nhiêu anh? 5 ngàn. Đi đất trước cổng, bước vừa bước chơi ra cổng mà có không? Ừ. Người bệnh chăm sóc người nuôi bệnh. Vậy anh rút cái ra, rút cái đó ra. Rút cái luôn. Ừ. Rút cái ống hút chồng chồng vô cái đi luôn. Bỏ cái ống hút vô đi. Ừ, rồi. Rồi bóp. Bóp mạnh xuống là nó chảy cả tay. Bóp đẩy thì sao em bóp nó cái gì? Bóp kìa lâu lắm. Ủa anh đang bóp hả? Rồi nó chảy ra. Bóp thì có ngược thì nó bóp cái bề dẹp, bóp bề hông. Ừ, lô cho nó khỏe người cái đã. Mắt anh đen anh. Nó quay video cái anh thấy mí mắt anh đen hơn rồi. Mà ở ngoài cũng hơi đen đen. Ngoài nhìn đỡ hơn phải không? Ừ. Ui ui ui. Ừ, uống cho mấy. Thôi thôi thôi. Nước đường. Nước đường hả? Dạ anh uống gì? Uống lọc hả? Uống đi đổ bây giờ. Trời em cầm. Để rồi đó. Mày đang nhẹ uống Milo với ngon nha. Một ly này cũng nhiều quá ha. Ừ. Đó. Ly nước bự lắm. Anh bỏ cái ống hút bự vô chồng vô. Múc mua ly xe nhỏ thôi, nếu mà uống một mình á, một mình em á. Tại uống người ta tự từ tối kia rồi uống thì nó là tàn uống. Có sao đâu. Tránh lãng phí thôi. Mình uống cảm thấy cái chừng nó coi như đó thì mình uống rồi xong rồi thôi. Mình uống quá tà bự rồi, sáng rồi uống rồi nhiều cũng viêm họng. Lô mà mình mua gì mình uống đã ha. Mát đã ghê. Khỏi cần đi đâu làm gì cho cứ mua Milo vô xong mua để đá rồi muốn khỏi mình đi ra quán. Thèm sữa. Uống à, thèm cho mình thèm sữa. Hay mình thèm cacao á. Nó giống như người cacao. Nó là cacao. À. Mình mua Milo mình bỏ vô đây mình uống là tiện lại. Nào đây này. Giờ anh thấy em giống bệnh nhân hơn là anh á. Cái mô đen tay mét. Chơi ai chứ uống bình thường có gì đâu. Chỉ chờ giờ gặp bác sĩ để xin xét nghiệm xin chụp hình này nọ thôi. Để em báo biết vậy thôi, yên tâm em. Thẻ ra vào á đi tới luôn. Ừ, ra nè. Sáu giường. Sáu giường mà mới có 5 bệnh nhân thôi. Còn giường thì người nhà. Em gái đâu? Người nhà là lên nằm thôi thoải mái. Đó lè mặt hả? À, thuốc gì vậy? Mát chưa? Mát rồi. Hả? Mát. Giờ đi ngoài thấy mát. Hay là hay giờ mới giờ ở ngoài nắng vô. Em mở đèn lên cho thấy đường anh. Dạ mát đó, mát rồi. Anh. Chị lúc chị mới chỉnh mắt cái quạt á. À, tắt quạt hả? Em mở cái quạt lên cho nó.
Em tưởng đâu mở quạt mạnh lên nó mới mát cái ta. Đâu có cái quạt. Ủa sao nó tắt không quạt? Không phải cái quạt của cái quạt gió của cái em tưởng đâu nó cái quạt gió của cái này nè. Rồi, tiếp tục chiến thôi. Cứ chiều 4 giờ chiều rồi. Hôm nay ngày thứ 3 trong bệnh viện. Mà chưa biết kết quả gì chứ. Tại vì thứ bảy chủ nhật bác sĩ đâu có khám xét nghiệm gì đâu. Nhờ em để uống thuốc, anh uống thuốc. Con chưa. Này. Có cần lấy gì lót không anh? Lấy gì lót không? Nó cầm hộp. Bún thịt nướng. Anh nãy anh đặt gáp rồi, gáp chờ tới anh xuống lấy hả? Nhiêu phần anh? 40 mấy ngàn à, tính bao gồm hết tiền xe này kia luôn phải không? 50 ngàn phần. Anh mua thêm cái gì nữa à? Bịch chả giò ta để riêng vậy không? Đúng rồi. Em mở đèn lên ha, mở đèn lên ăn ha. Mở đèn lên ăn cho sáng. Cái đâu? Cái này cái quần không? À, trời ơi. À, sáng rồi đó. Này, coi bún thịt nướng có gì nha. Gieo ghét gì đây. Trời bán bún nhiều quá vậy. Vậy mà mua thêm 4.000 bún cho em. Đói mắt thiệt. Đói mắt. Phần ăn muốn lòi con mắt ra luôn. Lòi cái gì không biết. Thì khi em nói vậy em nói chuyện vậy đó. Nói nhiều khi khoan đại à, nhiều khi không nghĩ ra con nói, em nói tới đâu hay tới đó. À, đậu phộng nướng rồi hấp dẫn rồi. Nãy anh tính ăn bánh canh rồi, nghe em nói muốn ăn bún thịt nướng cái anh cũng theo em luôn. Có chả giò nè, hai cuốn chả giò là mỗi một tô một cuốn đúng không? Ừ. Có rau, rau sống, dưa leo, xà lách, nước mắm. Nó mở đèn hôm qua giờ, mấy bữa nay em vô đây mà em chưa biết công tắc đèn nó nằm ở đâu. Cái công tắc đèn nằm đây phải không cô? Đó. Rồi ăn đi anh, chan nước mắm rồi nghe. Dạ. Chứ chú nói là sao? Bún mắm dung trùng vậy. Dung trùng vậy hả? À đồ, dạ đúng rồi. Cái này đặt gáp. Bún 9.000 phần quá. Anh nói bún mấy ngàn phần chắc 49.000 phần. Ăn như 50.000 phần. À, để em sắp xếp thịt lên cho nó nhìn cho nó hấp dẫn đồ. Cái này cái gì ta? Thịt gì ngộ vậy? Này thịt nướng, thịt này gà, nem nướng. Cái này thịt lát, cắt lát nướng nè. Có xớ xớ ngộ hả? Bớt bún rồi. Ăn đi cho nó từ từ chứ chỗ chỗ trộn nữa. Một hộp gì được không? Hai miếng thịt nè, hai miếng thịt nè. Thịt lát. Miếng này nem nướng. Thịt gì thịt nem. Trời ơi nấu cái gì hả? Cái tay em xả làm đi không có bận áo khoác, nắng nó ăn là nó vậy nè, nó bị đen vậy, nó đốm vậy đó. Chứ không phải bị gì đâu. Nó do nắng cho nên là ảnh hưởng hại ghê ha. Ủa cái cuốn chả giò nó bự. Là người Hà Nội người ta kêu là nem cua bể ha, là phải chả giò mình không? Khác. Khác hả? Đó là cua. Giống giống vậy nhưng mà nó là nem cua. Ta cuốn ở trong nhân mà là cà cua phải không? Nước mắm, người ta phải dở thì hôm qua em quên đem theo cái kéo nhỏ.
ăn nắng mà nó vậy nè, ghê không? Cái đó phải uống thuốc, sức thuốc nữa mới hết. Đó, rau xà lách nè, xanh mướt luôn mà không thấy rau thơm dưa leo nhiều. Toàn xà lách không, vì không có dưa leo. Đây nè, con bọc bên đây đó nè. Hai bọc giống nhau. Ủa vậy hả? Em tưởng đâu là đựng riêng tôi vậy. Đây nè, nằm dưới nè. Em lấy thiếu hả? Ủa sao xà lách, xà lách trong này dưa leo ít quá nhỉ? Có mấy cộng giá không trời? Anh đại rau nhiều vô đi, mấy ngày nay không có ăn canh ăn rau gì, ăn ngán ăn rau nhiều. Rồi, tới ngon luôn, ngon. Người gần quá thêm bị sai. Nước mắm vừa ăn mà hơi mặn không? Chán ít thôi. Ăn này là nước mắm với cái thịt nướng cho nó vừa ăn. Ăn rau nhiều không? Nói chung tổng hợp là được mấy điểm? Trên trung bình. Trên trung bình. Nói chung như là 7-8 điểm gì đi. Rồi, cắn miếng chả giò coi. Gáp đặt nhanh quá ha, anh mới vừa đặt cái ten ten tới vậy. Đặt kêu vậy hả? Kêu người ta tới cổng số 1 bệnh viện 115 quận 10. Em chưa có đặt gáp kiểu này bao giờ nha. Như mình đặt gáp nhà mình biết cái tên quán không anh? Này đặt Shopee Food á. Ủa vậy hả? Này thiếu gì? Thiếu dưa chua à. Này có dưa chua củ kiệu rồi, dưa leo rồi nhiều giá rồi mới ngon. Dạ có được. Dạ được rồi coi. Để, dạ, để. Có cho salad nhiều. Có salad thì dư luôn. Cho chứ mà salad quá trời mà không cân đối rồi ha. Này dư có cái da một. Này phải có là nhí và thơm rồi. Bốn giờ mười uống thuốc sáng chiều tối, 8 giờ tối uống cử nữa. Thuốc hạ huyết áp. Làm gì làm bệnh viện vậy mà ăn được ngon miệng là thấy mừng. Tắm rửa rồi, nhìn mặt cũng tươi tắn, hết sức là tươi tắn. Đỡ, đỡ hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua cái mặt em mắc cười lắm. Nhìn nó thấy ghê, em chết luôn. Nhìn này nhìn hồng hào hơn chút rồi nè. Ngày hôm qua mặt tái mét. Nhìn nó mắc cười lắm. Đi nhẹ nói khẽ giữ vệ sinh, cắm mốc thuốc ở trong bệnh viện. Cái giò bự. Cái giò ngon không anh? Vừa ăn. Vừa ăn. Này vị là vị của người Bắc hay là vị của người Nam? Ngọt hơn của người Nam, còn người Bắc thì người ta ít ngọt hơn. Ha. Này chắc người Bắc. Mới phải nướng trắng hơn. Trắng hơn hả? Quận mấy? Quận 10 luôn. Quận 10 luôn ha. Với mình ở gần đây thì mình đặt vòng vòng khu vực quận 10 thì nó tiện ha. Ừ. Cái gì giao xa ta có giao không ta? Với mấy quận khác á. Giao với không giao. Mà thời gian hơi lâu hơn chút nha. Mình phải chờ. Đi ra ngoài đây chơi chút.
Ra đây là nó bị sốc nhiệt á mọi người. Ở trong phòng máy lạnh nó lạnh. Nó đi ra đây cái bắt đầu cho nó hầm mà nó nóng hực 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 hực. Ngân đang đứng ở trên lầu 5 nè mọi người. Ở đây là khu A của bệnh viện 115 nè. Khu A khoa tim mạch. Đó. Ai ăn uống gì đó muốn giục gác thì có hai cái thùng gác bự chà bá. Rồi bên đây cũng có hai thùng đó. Phòng dịch vụ 450 ngày mà 6 giường ở cả nhà. Nói chung là cũng có mấy giá lần tùy mình lựa chọn, thì Ngân với xã chọn cái giá trung bình. Giá trung bình đó cả nhà. Ở đây không có ngắm cảnh được nhiều. Chỉ thấy nhà của ta thôi. Buổi chiều hoàng hôn ở thành phố rồi. Không thấy được bờ sông, cây đa, cái xoài, cái ổi giống như quê đồng lúa rồi, nhất là ngắm cảnh hoàng hôn, cảnh là cảnh ruộng lúa, đồng lúa rồi mọi người, với bờ sông nữa đẹp, hoặc là đồi núi rồi. Còn ở đây ở thành phố mà ngắm hoàng hôn biết ngắm kiểu gì luôn, còn ở thấy nhà thôi. Nóng quá thôi đi vô cả nhà. Ở mấy cái dãy bên đó là phòng khác, còn Ngân với ông xã thì đang ở phòng này là phòng 508 đó. Đó bên tay trái cái chỗ cánh cửa mở mở, mình quẹo vô cái phòng trực của mấy bác sĩ y tá, rồi phòng trực mình cần gì mình gọi người ta. Hôm nay cuối tuần thì không có bác sĩ khám, ngày mai xét nghiệm, mấy xét nghiệm rồi này kia mấy người ta mới làm. Còn giờ thì anh bữa nay chỉ nằm chờ thôi, chứ uống thuốc, có người phát thuốc rồi vậy thôi, với lại đo huyết áp à. Về ngưỡng gần như bình thường. Tính ra là được 3 phần đó chứ ha. Tại vì 2 phần là này là phần chính nè. Đó, còn cái phần này là thêm nè. Phần thêm vậy nhiêu anh? Có miếng thịt này 8.000. Chắc miếng thịt này 10.000. 12.000 hả? 4.000. Ai mà nếu mà nhà ba người mình kêu 2 phần với phần thêm, như mình chia thịt ra rau dư quá trời luôn là được 3 phần luôn anh ha. Anh cứ để bịch này là tối á, em chừa rau chừa nước mắm cho thêm miếng thịt nó tối anh ăn. 8 giờ anh ăn uống thuốc à, đủ thêm phần. Rồi chương trình ẩm thực của vợ chồng em sẽ được phép bắt đầu, chồng em ăn rồi nha em. Bắt đầu tập 2. Rồi, mời cả nhà ăn bún thịt nướng nha. Như Ngân nha. Anh cầm máy giúp em giúp đi. Cái hộp đậu phộng này tối buồn miệng ăn được. Anh mua dưới đó hả? Nhưng bịch này chắc lon quá. 20. Chưa bớt bún rồi. Nào ăn hết mình để vô, chứ để rau vô cái nó ngập mặt luôn. Ngập cái hộp luôn rồi ăn không. Không có chỗ để mình trộn, mà thiếu vô chua tức liền luôn ha. Bỏ chả giò vô. Thịt mềm. Không có mấy cũng được. Nhà có chua chua một cái nữa à. Thêm mấy điểm nữa. Chả giò thôi, để vậy cho nó ngon với hấp dẫn. Rồi cầm máy không thấy bún nữa. Hả? Ăn không thấy bún nữa, thấy thịt chả giò thôi. Cái này là xà lách, là nguyên miếng á, mình cuốn thịt nướng mình ăn ha. Cắt ra hết thịt nhiều quá mình cuốn mình ăn.
không vậy. Anh quên đừng chỏng xuống. Anh quên á, anh đưa mặt em chỏng xuống để mặt em kỹ. Cứ quay đầu quay xuống rồi. Nhìn anh quay phim, anh quay đầu quay xuống là anh nhịn người lùn á. Ngồi nó né xíu xíu kỹ, bưng lên ăn. Hai hàng thẳng lớn vậy à. Để ra buổi chiều ăn nha, thôi á, tối đừng ăn nữa. Thiếu ớt, nhưng mà anh uống thuốc á, anh không ăn là hại bao tử anh á. Còn một miếng à. Em thì uống nước ngọt, không ăn hả? Ớt mà có ớt, chúng ta thiếu ớt thì chứ. Đòi hỏi quá. Bán là phải biết tâm lý khách hàng. Mình có thả cái ớt vô cho người ta. Người ăn ớt được không phải. Khỏi ăn được thì cũng không sao, mình bỏ đó. Ngon. Thịt cũng mềm ha, ớt vừa ăn lên ha. Mặn mặn ngọt ngọt. Sao em nghe ăn nghe nghe vị miền Nam mà anh ăn nghe vị người Bắc đây. Cái cục cái cục tròn tròn á là cái cách của cái cách cái của miền Bắc. Bún bún gì? Nem chả gì? Bún chả Hà Nội hả? À. À, phong cách của người Bắc không? Ừ. Dạp bún... với nước mắm với đu đủ không? Ừ, bún chả. Mà thịt này ăn cũng ngon. Mà thịt viên ăn cũng ngon. Cháo giò giờ bên trong cũng vừa ăn cũng ngon. Này khoảng 8 điểm. Này cho ớt chứ vô chua nữa là 9 điểm rưỡi. Thêm dưa leo cái nữa 10 điểm. Ít dưa leo á. Dạ mới đi tắm. Đi tắm, đi tắm, đang tắm. Thắng nha. Nói chung là cái này thì cũng vừa ăn, nước mắm rồi cũng vừa ăn hết trơn rồi, không có. Đối với ngân thì nó không có mặn. Tại vì ông xã ngân bị cao huyết áp cho nên là anh ăn cái gì nó cũng vừa vừa lạc lạc quen. Ngày anh ăn thì anh hơi đậm, nhưng mà thấy ăn thì ngon. Vừa